Phòng Bảo vệ An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phát hiện đối tượng mua 40 thiết bị thu phát tín hiệu với tai nghe siêu nhỏ để bán cho thí sinh thực hiện hành vi gian lận thi cử. Thiết bị mà đối tượng bán cho thí sinh bao gồm một bộ thu phát tín hiệu có kích thước rất nhỏ, được kết nối với một điện thoại thông minh có gắn SIM, một tai nghe không dây, đường kính 3 mm và bộ thu phát sóng qua cổng Bluetooth. Với công nghệ này, người sử dụng có thể liên lạc đơn lẻ hoặc nhóm tùy theo chế độ cài đặt. 40 thiết bị này bị phát hiện sau khi cơ quan chức năng bắt quả tang một trường hợp có sử dụng tai nghe siêu nhỏ và thiết bị thu phát tín hiệu trong quá trình làm bài thi. Cơ quan an ninh đã tiếp tục điều tra mở rộng và phát hiện một đối tượng đã đặt mua thiết bị này qua một địa chỉ trên mạng để bán lại cho thí sinh.